kia một lần tao nhịn rồi nha. Hồi nãy chẳng qua tao té tao mới dám con chăn đầu người, bây giờ tao đứng đó nè. Mày nói lại, ai là người dám con chăn đầu người? Ai? Sức PD phải sức trâu sức bờ à. Mày mày bắt tao chạy vòng vòng chạy ngời ngời như vậy. Chưa, bạn cuối. Bạn cuối, lẹ đi má ơi. Cắt em ở trên lầu mà bước lên trên lầu đi nè bạn. Lên đó điện giật thấy mẹ tao chảnh á. Rồi ok khanh. Rồi khanh em ở bên này cùng nắm tay tao ngồi với bạn số 5. Còn số 5. Ôi trời ơi hết rồi. Số 5 đi con số 5 coi. Số 5 nó lẹ đi không chết. Còn số 5 rồi còn số 5. Con số 5 số 5 số chị đây mày chị đây. Lô lộ lô tô trò chơi mà giải trí. Thiệt là lý trí thú vị mà biết bao. May mắn làm sao mình vô mà ba số. Nhưng còn một số nó không mà chịu vô. Thử hỏi làm sao. Sao ai biết làm sao. Chắc tại con số mình chưa mà có kinh. Còn số 9 còn số 9 là còn số 9. Còn số 9 nha. Còn số 9 còn số 9 còn số 9 còn số 9 số chị nha. Ủa số gì à. Thì đó nãy nhảy chung với nó mới đi ba chung với nó về bà này còn chân bà còn có chị một lụm được rồi kìa mà cái thôi bây giờ nè cái chuyện mà đeo bông nó không quan trọng. Quan trọng là mặt gì nó còn rổ là được rồi. Hát đi mặt còn rổ là được rồi. Hát đi đâu gì đâu đừng lo. Cái đó là cái thương hiệu của mình nè. Cái đó rổ bị chửi mặt rổ nha. Càng ngày nó càng duyên dáng ha. Duyên dáng dễ sợ. Hát má đè đè. Đi ăn Tết nè, đi ăn Tết với chị. Lẹ đi má ơi. Rồi chị đây. Số chị ra, số chị đây, số chị đây, số chị đây, số chị ra. Chúng ta đến bên đây. Chúng ta đến bên đây. Đến luôn bên kia. Đến luôn bên kia. Đã đến bên này. Tôi làm nữa mà. Qua bên đây. Là thang bên đây. Qua bên đây còn gì nữa. Đã đến bên kia. Tôi đã đến bên kia. Đến luôn bên này. Đến luôn bên này. Chị dừng lại. Mọi người chị Phụng né ra. Trời ơi chị Phương ơi. Chị như con trăn đầu người vậy đó. Không có khác gì mà coi thế giới động vật mà con trăn nó nuốt con trâu quý vị. Phan đi chị ơi. Là còn nguyên con trâu không đây luôn. Trời ơi chị đẹp quá. Nói mà nó nghe. Mà con trăn hồi chú đẻ tôi thấy có con trăn con. Nó lú con trăn con cô ơi. Trời ơi con, ê mẹ biết con thấy mẹ giống gì giống con trăn mà mới lột da nha. Chị cái mặt rồi. Vô trời ơi cái quần xà lợn. Trời ơi trời. Trời ơi đỡ nó vậy chị ơi. Đi ăn Tết mà ăn quả quá vậy. Trời em nghĩ mấy lần thì bà Lan mỗi lần bà hát bà này là có người té. Không phải cái vấn đề không quan trọng chị vũ luôn vô như con trăn. Cái quần đó phải không. Không quan trọng mình sẽ ngầm kế thằng này. Sao vậy. Cái Migo tao không biết hai cái, tao không biết cái nào là cái Migo. Cầm vô cái gì? Nó nằm mà nó đưa cái cảm ba lên cái tao vậy. Trời ơi trời. Cái nào là cái Migo? Thôi, đừng bóp vô là chết liền đó. Đi ra đi cương gì đó. Đi hát lại đi. Số gì ra, số gì ra, ba gì đây con, ba gì ra, ba gì đây ba, gì ra về con bán cá, gì đồng ăn cá, ba mươi tám, ba mươi tám, ba mươi tám, ca ba mươi tám. Nhìn kìa đó.
Nghe này kìa, nói nghe này chị. Em hỏi thiệt chị. Chị có bầu hay là chị bị sơ gan? Sao? Chị tiểu đường không? Với lại cái gì là pha chị đứng im ngay vậy nè coi. Chị bị mỡ trong quay, chị quay ngang đây. Nhú hơi xệ chị. Gật nó lên. Không, em hiểu lầm. Và sẵn đây chị nhân tiện giới thiệu bật mí cho chị em luôn. Sao? Chị có em bé. Trời! Chị có bầu. Chị có bầu. Đâu bà nó là ai vậy chị? Bà nó đánh đòn nè. Trời ơi! Bà nội! Bà ngồi một cái là mất đó luôn bà nội. Ấy bà Thu ơi, bà Thu nhỏ mới có 17 tuổi ở 20 năm tù á. Không sao đâu, hôm bữa cúp điện nó dẫn đi vô đây nó đá vô cuốn họng chị. Trời ơi. Nó vậy luôn hả? Đúng rồi. Vậy là bữa nãy bà thấy là cái chân thằng bé. Trời ơi. Hồi nãy thấy cái gì lú ra là cái chân thằng nhỏ không? Không hiểu lầm. Đó chính là cái tay của má nó. Trời ơi. Nó sổ đi bà nội ơi. Mày gì đây? Mày gì đây? Mày gì đây? Mày gì đây? Hey hey. Mất tập luôn rồi. Lấy lại. Số gì đây? Tay gì đây? Số gì đây? Người ta không thấy con bé gì đây? Số gì đây? Dường như tố ma nó lú đầu ra là em hết hồn. Tố ma đầu đứng hàm trắng trắng tinh nó lú đầu ra là em cái giật. Trời ơi, đầu em gặp đầu đứng nó cúi ấn mà sạch sầu hơn. Ngay là ngày vừa qua, đầu đứng nó dễ em. Bà chửi lộn với gì chết hả? Bà làm gì mà làm thế ghê vậy? Ta hát ô tô, ta kêu từ từ cho bà nội. Bà làm gì? Ý là bà đánh lộn mà bà tới đây là kiếm chuyện tôi hả? Không có, hiểu là ý là quân đi sâu, quân cái lộn. Cái kiểu chị thôi. Cái kiểu chị. Hồi xưa chị học bartender á, chị quất cái tay quen rồi. À, chị quất trên tay. Chị quất cái đó là méo à. Quên. Méo hả chị nha? Còn 10 trên ủa? Còn 10 trên. Con mười chín, mấy chị đây chủ gì đây? Chủ gì đây? Anh ơi! Trời xanh ta, áo sắc ta hầu bằng. Trời xanh qua, quán chi trình lòng. Ê! Con này chưa đến Tết hát cái gì? Con hát, con ăn nói hát xà lơm. Không có được hát xà lơm như vậy. Gần Tết rồi. Gần Tết là con hát cái gì? Sò xanh tú, sò ai mặn bánh nú mà hát sò xanh tú. Sánh tú là thần tài đến đó má ơi. Thần tài. Trời ơi, cái lị này không biết lị đó em bậy bạ cho cỏ giả lị quá. Ê, bỏ lấy cho lị nghe nha. Ở dòng sợ lớn họ cái tiếng Việt là xung quanh bỏ mẹ đó. Bỏ nhìn. Lị đó em xếp cỏ lại bổ cỏ bị nhìn ta. Bỏ bổ kiếp thi nha. Nhìn nhỏ đó bị sơ kia. Đi đi. Lại. Trời sánh tú. Dạ thưa quý vị, 30.000 đồng một tờ là vé. Quý vị sẽ được hai lượt dò số. Lượt đầu tiên quý vị sẽ nhận quà giá trị giải thưởng sẽ là 5 phân vàng. Sau đó chúng ta giữ yên lá vé đó lại và chờ tiếp thêm lượt thứ hai với giá trị giải thưởng là phần bao lì xì 1 triệu đồng. Vâng, gặp lại đầu tiên vòng loại 186. Đúng rồi. 22 còn 147 còn 252 còn 3 và con 19 hợp lý. Thưa quý vị, vòng loại 186. Đúng rồi. 47 còn 1 22 còn 2 38 có 3 số 1 hợp lý. Giao quà to hợp lệ cho hai chủ nhân này may mắn được nhận là hai lá vé sẽ được chiếu lên màn hình. Dạ ha anh ơi, bây giờ mình chia đều cho mình được mấy số. Chia đều mà ai cho mình trong mọi người nhận về phong lì xì 500.000 đồng. Vâng, và dòng lợi này là dòng lợi 30.000 đồng mà chúng ta chọn được hai lần ạ. Và lần đầu tiên chúng ta đọc giải qua đó là 5 phân vàng. Và lần thứ hai chúng ta đọc giải qua đó là một bao lì xì 1 triệu đồng. Mời quý khán giả ủng hộ thật nhanh gọn lẹ dòng lợi này ạ. Và đúng rồi đó quý vị, với những dòng lợi vừa qua thì 20.000 đồng quý vị chỉ có một giải thưởng thôi, đó chính là một bao lì xì 1 triệu đồng. Thì dòng lợi này mình chỉ thêm có 10.000 đồng nữa thôi quý vị, đó là 30.000 đồng cho giá trị giải thưởng sẽ là hai lượt dò số. Lượt đầu tiên 5 phân vàng, lượt thứ hai 1 phân bao lì xì 1 triệu đồng. Còn cái bây giờ không để sân khấu lắng động, xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu
cùng gặp gỡ với dòng ca của Nam Thanh Lịch.